Đại ca không tính trả thù hay sao? Làm sao tao quên được? Bắt nó cho tao! Anh em, lên! Thả tao ra, mày làm gì vậy? Thả tao ra! Mày có phải đang em bọn Trân Dạ Châu hay không? Phải đó, rồi sao? Còn Trân Dạ Châu lên đây cho tao gấp! Bố tao là lính đặc công, tao đã được bố tao huấn luyện từ nhỏ. Bọn mày đừng có mơ tao gọi điện cho đại ca tao, tao là vua Ly Đâu. Đại ca à, đại ca xuống trời đồng môi cứu em với, bọn hacker nó đang đánh em. Chợ đồng môi. Có biến rồi, gọi anh em đi, tập trung ở chợ đồng môi. Alo, anh mình gôn đây phải không ạ? Em là em anh Mạnh Dầu này, anh đây có khỏe không ạ? À mà vợ em có tin gì thì nhờ anh giúp ạ. Mày chơi TikTok à? Ở chết rồi chết, tao nhầm, để tao gọi lại. Alo, anh mình gôn đây phải không ạ? Em là thầy ca bảo mình gọi cho thằng em tập trung ở chợ đầu môi. Ở chết để tao gọi lại. Alo, anh mình gôn đây phải không ạ? Thôi mấy đứa nhỏ ở đây để tao gọi. Alo, anh em tập trung ở chợ đầu môi. Chó, thả tao ra. Đừng có để đại ca tao tối là bọn mày hơi mệt đấy. Đại ca mà đằng hèn, hơn nửa tiếng rồi nó chưa đến cứu mày. Mày chết chắc rồi con à. Nguyên cái đám tụi mày nghe thằng nào vừa đánh em tao hả? Hả? Mày đúng không? Mày đúng không? Thôi chúng tao á. Đám bọn mày, thằng nào là đại ca? Cái gì? Mày nói cái gì? Đôi khi bạo lực không thể giải quyết được vấn đề đâu. Tại sao không ngồi xuống uống nước trà và cùng nói chuyện với nhau? Uống đi. Đại ca có băng đảng hacker đúng không? Đại ca có băng đảng Trẻ Châu đúng không? Thế hai bên đại ca có xích mích gì mà lại gọi đàn em đánh nhau? Rằng bên hacker đấy nó bắt đàn em của bên tao. Rồi. Cho nên mày tới để cứu đàn em của mày. Tại sao lại bắt đàn em của nó?
hồi trước nó muốn đánh anh em hacker, bọn tôi lên bờ xuống ruộng nên bọn tôi muốn trả thù. Thôi được rồi, bây giờ thấy hai bên bên nào cũng sai, bây giờ đề nghị là bên hacker xin lỗi bên Tuân Trẻ Châu trước. Rồi, xin lỗi. Xin lỗi băng Trẻ Châu. Rồi, Trẻ Châu xin lỗi băng hacker. Xin lỗi băng hacker. Đấy, vui vẻ chưa? Rồi bắt tay đảng hòa nào. Đấy, từ giờ chỉ đi là hai băng không đánh nhau nữa, nghe chưa? Ok chưa? Đấy, mọi chuyện chỉ cần ngồi xuống uống nước trà, nói chuyện với nhau thôi, làm miếng hớp nước trà cho nó nguôi giận nào. Đấy. Đấy, mọi chuyện đôi khi chỉ cần giải quyết bằng lời nói là nó sẽ xong, không nhất thiết phải sử dụng tới vũ lực. Ok, sau khi giải hòa cho băng nhóm hacker và Tuân Trẻ Châu thì bây giờ mình đã dắt cả hai bên đi uống nước các bạn ạ. Đây, rất là đông anh em luôn. Bọn mình đang ngồi uống nước để thắt chặt tình cảm anh em. Đúng không anh em? Vô cái nào. Rồi, mãi là anh em nhá. Một ngày là anh em, mãi là anh em. Chứng kiến hai băng nhóm đó là băng đảng hacker đã quay trở lại đánh nhau cùng với đàn em của Tuân Trẻ Châu, thì mình đã kịp thời đứng ra ngăn cản. Và qua clip này mình cũng muốn gửi gắm tất cả một điều, đấy là có những chuyện đó các bạn nên sử dụng và nên tập dùng lời nói thay vì dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện nhé các bạn. Thì clip ngày hôm nay của bọn mình cũng dừng lại ở đây thôi nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên để lại cho bọn mình một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.